vượt rào vướng chân, vượt tường cao 1m8, giao bò và cầu thăng bằng. Đây chính là những bài tập mà các vận động viên cùng với những chú chó nghiệp vụ của mình sẽ phải vượt qua trong nội dung Người bạn trung thành tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Đây cũng là lần thứ hai đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia nội dung này. Mặc dù dịch bệnh kéo dài và thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và thời gian luyện tập, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến việc tập luyện của các vận động viên. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm và từ những thành tích đạt được của năm trước, ban huấn luyện của đội tuyển đã xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp bằng việc huấn luyện từng phân đoạn cho đến huấn luyện liên hoàn để các cặp vận động viên dần làm quen với các nội dung thi, sau đó thực hành luyện tập thường xuyên để có sự phối hợp ăn ý trong quá trình tập luyện. Từ ngày 1/3 là chúng tôi triệu tập là 35 đồng chí huấn luyện viên chó nghiệp vụ của 16 tỉnh thành phố của lực lượng bộ đội biên phòng về tham gia dự tuyển, và sau 1 tháng huấn luyện thì chúng tôi đã rút gọn xuống còn 15 đồng chí, bây giờ là còn 10 đồng chí. Đến giờ phút này thì đang bước vào cái giai đoạn 3 là giai đoạn là huấn luyện cường độ cao. Tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm nay, cuộc thi Người bạn trung thành có 5 nội dung: đua chó điền kinh cá nhân, vượt qua chướng ngại vật 300m cùng chó nghiệp vụ, phòng thủ, tay súng thiện xạ và đua chó điền kinh tiếp sức. Đối với cuộc thi này, đòi hỏi phải có sự kết hợp thể lực, bắn súng và phải có sự khéo léo. Bên cạnh đó, các cặp vận động viên phải phối hợp với nhau thật ăn ý và chính xác. Do vậy, đặt ra yêu cầu rất cao cho toàn đội. Hoạt động huấn luyện của cái hoạt động Army Game này là nó theo một cái điều lệ, thể lệ thi đấu của ban tổ chức. Nhưng bên cạnh đó, nó đòi hỏi của cái yêu cầu thi đấu quốc tế này nó rất là cao. Nó cao cái là đòi hỏi con chó là một, vận động viên là hai, phải kết hợp được ba: một là thể lực, hai là sức mạnh và khéo léo, thứ ba nữa là phải có, đối với vận động viên phải có trình độ bắn súng tốt thì mới hoàn thành được bài thi. Nên là chính vì vậy quá trình luyện tập thì chúng tôi từng bước một để rèn luyện cho vận động viên, ngoài cái nâng cao trình độ rồi thì cái bản lĩnh thi đấu quốc tế đấy là một cái mấu chốt rất là quan trọng. Khi ra cái môi trường quốc tế thì các tác động ngoại cảnh và đặc biệt môi trường quốc tế thì rất là lớn. Nếu như anh không có bản lĩnh tốt thì anh không thể thi đấu mà đạt kết quả cao được. Khác với năm trước, năm 2021, đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ sử dụng 2 giống chó để tham gia thi đấu. Đó là giống Béc Bỉ Malinois và giống chó Béc Dê. Chính vì thế, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình huấn luyện khoa học, hợp lý, hiệu quả trên cơ sở điều kiện, khả năng hiện có, đưa 2 giống chó vào cùng huấn luyện, so sánh trong quá trình tham gia thi đấu và luyện tập, xem loại nào tối ưu để có bước chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Năm ngoái thì tôi huấn luyện một con chó nó giống Malinois. Để mà so sánh thì giữa Malinois và Béc Dê Đức này thì trong cái bài thi này ấy, thì theo như nhận định của mình thì chó nào nó cũng huấn luyện được, cũng hoàn thành được. Con này thì hiện tại đến bây giờ là nó đã hoàn thành được hết các bài thi rồi. Nhà trường tuyển chọn cả 2 giống chó để đánh giá xem thực lực nó như nào, thì từ sang năm mình đi thì có cái nó có thể là chuyển lựa chọn một giống nó hoàn thiện nhất. Đây là bài tập phòng thủ do Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hồng Trường và người bạn đồng hành của mình, chú chó Mai Lốc thực hiện. Huấn luyện chó nghiệp vụ phòng thủ luôn đặt ra yêu cầu rất cao. Cặp vận động viên phải có sự phối hợp ăn khớp, nhịp nhàng, linh hoạt. Với khoảng cách khá xa, từ 50 đến 70 mét, các vận động viên phải điều khiển người bạn trung thành bằng khẩu lệnh của mình khi thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm đột nhập, giữ và sủa, ngăn chặn nỗ lực tẩu thoát, chống lại cuộc tấn công ở giai đoạn giữ, hộ tống phía sau, chống lại cuộc tấn công khi hộ tống phía sau, bảo vệ khỏi cuộc tấn công trực diện. Nội dung này yêu cầu chó phải cắn nhiều lần, đồng thời người điều khiển phải phát ra khẩu lệnh to, rõ ràng, nhất quán để giúp chó phản xạ tốt, chính xác và hoàn thành tốt nhất phần thi. Năm nay là năm đầu tiên tôi tham gia cái hội thao quân sự quốc tế ARV này, về người bạn trung thành. Thì bản thân cũng như các vận động viên khác cảm thấy rất là vinh dự, tự hào khi được tham gia với đội tuyển này. Thì hiện tại người bạn trung thành của tôi là tên là Malok.
cũng là ở với tôi hiện tại được 3 tháng, hơn 3 tháng. Thì tôi cũng như người bạn của tôi đây thì luôn cố gắng hết mình để đánh khi tập luyện, tranh thủ những thời gian mát mẻ. Anh em đều cố gắng tập luyện để nó hoàn thành được tốt nhiệm vụ hiện tại để có thể là được đi thi nó tốt hơn. Để đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ thì mỗi huấn luyện viên không chỉ luôn quan tâm theo dõi hàng ngày mà trước và sau mỗi buổi tập luyện, các chú chó đều được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng. Khác biệt so với các đội tuyển khác, với những chú chó nghiệp vụ thì thời tiết nắng nóng sẽ rất dễ dẫn đến sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, mỗi huấn luyện viên và bác sĩ thú y phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe của chó, phân bố thời gian tập phù hợp và có chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ trong suốt quá trình tập luyện. Hàng ngày thì ngay buổi sáng sớm trước khi ra khỏi cửa chuồng là từng con chó sẽ được kiểm tra nhiệt độ và cái thể trạng của con chó để đảm bảo, sẽ kiểm tra xem có đảm bảo sức khỏe để quá trình luyện tập ngày hôm đó không. Sau đó là trong quá trình luyện tập thì bác sĩ thú y cũng như huấn luyện viên luôn phải theo dõi sát sao con chó để mình kiểm tra được về cái thể trạng con chó. Nếu con chó cảm giác nó quá mệt mỏi mà không thể đáp ứng được cái bài tập ngày hôm đấy thì phải cho dừng tập hoặc là điều chỉnh cái cường độ luyện tập. Đấy, sau khi luyện tập xong thì những con chó lại được kiểm tra lại một lần nữa về thể trạng, về niêm mạc và về nhiệt độ để quyết định cho nghỉ ngơi hay là điều trị kịp thời. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đang đến gần. Các thành viên của đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn đang hăng say luyện tập, sẵn sàng lên đường thi đấu tại Algeria, quyết tâm giành thành tích cao nhất tại Army Games 2021. Đội tuyển người bạn trung thành quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất. Quyết tâm!